Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 4 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 34, giây, trang 76. Giây là một đơn vị đo thời gian ha. Tớ nghe thấy tiếng tích tắc, bạn này đang nghe thấy. Đây là cái kim này là kim giây. Cái đồng hồ thực tế người ta họ sẽ có là ba cái kim ngắn, cái kim ngắn nhất và to nhất thì đó là cái kim giờ, kim dài hơn thì đó là cái kim phút, và cái kim mỏng nhỏ dài nhất thì đó là cái kim giây. Đố bạn tiếng tích tắc phát ra khi kim nào di chuyển? Thì kim giây nó là di chuyển. Đây, về cái kim đồng hồ này thì chỉ có là hai cây thôi. Cái đồng hồ này dùng để dạy học cho nên người ta họ không có làm cái kim giây. Khi kim giây nó từ đây nó nhảy qua đây, nhảy qua đây là được 1 giây, nhảy qua đây 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, đó là kim giây, nó nhảy qua đây 1 giây. Còn nếu như cái kim này là kim phút, mà từ đây qua đây thì nó qua 1 phút. Giây là đơn vị đo thời gian. 1 phút là bằng là 60 giây. Có nghĩa là để một cái kim phút nó nhảy nó từ cái chấm đỏ này qua chấm đỏ này thì cái kim giây nó phải quay một vòng như thế này. Nè, một vòng, cái kim giây nó sẽ quay một vòng như thế này. Ví dụ tới ngay chỗ số 12 ha, nó quay một vòng tới số 12. Thì cái kim xanh này nè, cái kim phút này nó sẽ nhảy từ số chấm đỏ này qua một chấm đỏ này và được 1 phút. Đếm thêm 5 để biết kim giây mỗi đồng hồ sao chỉ bao nhiêu giây. Đếm thêm 5. Ở đây đang bao nhiêu đây? Đây là 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Ở đây người ta họ vẽ cái phần này là cái phần xanh xanh ha, xanh xanh này, từ đây qua đây là 5 giây, từ đây tiếp theo là 5 giây. Đây người ta đã cho sẵn cho mình luôn rồi, từ đây tới số 1 là 5 giây. Rồi đây là 5 10 15 15 giây. Đó, này là bao nhiêu đây? Này người ta cho sẵn mình là 35 giây. Cái này là tới đây là 60 giây. 60 giây là được 1 phút. Khi kim giây dịch chuyển hết 60 vạch một vòng mặt đồng hồ, ví dụ đang đứng số 12 thì quay là tới số 12 thì một vòng đồng hồ, ta có thời gian là được là 1 phút. 1 phút là bằng 60 giây, ngược lại là 60 giây là bằng 1 phút. Bài số 1, vỗ tay theo sự di chuyển của kim giây trên đồng hồ. Như vậy là kim giây mà nó nhảy 1 giây chúng ta vỗ một cái. Kim giây nhích 1 vạch, các em vỗ tay 1 cái để cảm nhận khoảng thời gian là 1 giây là bao nhiêu. Như vậy cái phần này thì chúng ta sẽ thực hành mới được ha. Các em tự thực hành nha. Chúng ta qua bài số 2. Đoán xem bao nhiêu giây một nhóm bạn hát một vài câu, cả lớp không nhìn đồng hồ, đoán xem các bạn đã hát là trong bao nhiêu giây. Như vậy cái hát này thì tùy theo câu, tùy theo câu nó dài hay nó ngắn. Ví dụ như cái câu này là 1 2 3 4 5. Như vậy nếu cái câu này thì hát rồi, như vậy là một chữ này là một giây đi ha, 1 2 3 4, cho tầm khoảng cửa 5 giây hoặc là ngắn hơn. Như vậy là tùy theo cái câu hát nó dài hay là câu hát nó ngắn. Như vậy cái phần này thì chúng ta khi mà hát rồi mỗi em là hát nhanh hoặc là hát chậm nữa, cho nên cái này thì phải thực tế chúng ta mới biết được. Như vậy cái phần này chúng ta cho qua. Nó qua bài tiếp theo là bài số 1.
Bây giờ người ta họ cho rằng là chúng ta phải học thuộc cái này nha. Một giờ là bằng 60 phút. Một phút là bằng là 60 giây. Rồi bây giờ người ta nói là một giờ là 60 phút, bây giờ là 2 giờ. 2 giờ thì chúng ta sẽ lấy là 60 ta nhân cho 2 là bằng là 120. Vậy này là bằng 120 phút. 5 giờ là bao nhiêu? Như vậy cứ 1 giờ là 60 phút, ta lấy 60 ta nhân cho 5 bằng là 300, 300 phút. Rồi 1 phút là bằng là 60, 60 giây. Rồi 3 phút. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 60 và ta nhân cho 3 là bằng 180. 180 giây. Hai giờ bao 30 phút và bằng bao nhiêu phút? Như vậy là 1 giờ á là bằng là 60 phút, mà 2 giờ nghĩa là 60 ta nhân cho 2 là bằng là 120. 120 với lại chúng ta sẽ cộng với 30 này nữa. Như vậy là bằng là 150. 150 phút. 8 giờ, 1 giờ là 60 phút. Mà nhân cho 8, 6 x 8 là 48, 480. 480 ta sẽ cộng với lại là 15, 15 này nữa. Như vậy là bằng là 495 phút. 5 phút. Bây giờ là 1 phút là bằng là 60 giây mà ta nhân cho 5 là bằng là 300. 300 giây. 300 ta cộng với 5 là bằng là 300 linh 5. 1 giờ là bằng 60 phút, 60 phút ta nhân cho 7 là bằng là 420. 420 này chúng ta sẽ lấy 420 ta cộng với đây là 45 là bằng là 465. 465 giây. 460 65 giây. Chúng ta qua tiếp theo bài số 2. Cao nào đúng là cao nào sai? 6 phút 12 giây là bằng là 612 giây. Rồi trên này thì chúng ta sẽ có là trước tiên chúng ta đổi ra. Bây giờ là 1 phút là bằng 60 giây ta nhân cho 60 ta nhân 6. 6 x 6 là 36, 360. 360 này chúng ta sẽ cộng với lại là 12 giây nữa. 360 ta cộng với 12 là bằng là 372. Mà đây là 612. Vậy cao này là sai. Cao này là sai. Câu B. Sơn và Trang vệ sinh mũi, họng bằng nước muối. Sơn thực hiện trong 3 phút, Trang thực hiện là trong 180 giây. Thời gian vệ sinh mũi họng của hai bạn là bằng nhau. Như vậy thì bây giờ chúng ta xem cái thời gian này đang tính theo phút, thời gian là đang tính theo giây. Như vậy 3 phút này chúng ta sẽ đổi ra 3 phút. 1 phút là bằng là 60. Như vậy ta lấy 60 ta nhân cho 3 là bằng là 180 giây. Như vậy là hai bạn là bằng nhau. Như vậy là đúng. Rồi. Đúng. Nó qua bài tiếp theo là bài số 3. Giờ, phút hay là giây? Cái này là câu A. Mỗi ngày anh hai làm việc ở văn phòng là 8 giờ. Người ta hiện tại cũng đang quy định là một ngày làm 8 giờ. Hai chị em đứng chờ 10 chấm chấm. Cái này là chờ này là đèn xanh đèn đỏ, thế này là 10 giây. 10 giây. Tí xem một tập phim thiếu nhi trong khoảng, cái này là phút, 15 phút. Giây thì không được mà giờ thì cũng không được, 15 phút.
Chúng ta qua tiếp theo là bài số 4. Máy đếm nhịp giúp người tập đàn dương cầm hay còn gọi là piano giữ nhịp tấu. Nếu mỗi giây máy đếm được là 3 nhịp thì có bao nhiêu nhịp trong một phút? Bây giờ người ta nói rằng là cái phần phía trước chúng ta không cần đọc, chúng ta chỉ đọc là nếu mỗi giây máy đếm được là 3 nhịp. Một giây là được là 3 nhịp. Mà người ta nói là trong một phút là bao nhiêu? Như vậy thì chúng ta sẽ có là một phút là bằng là 60. Một phút là 60 giây. Máu 60 giây ta nhân cho 3 là bằng 180. Như vậy là bằng là 180 nhịp. Với mẫu câu dưới đây, em có 5 giây để tìm câu trả lời. Câu A, hãy nêu tên ba con vật nuôi, ví dụ như là chó này, mèo này, rồi là gà này. Câu B, hãy nêu tên ba loại cây được trồng ở trường em, ví dụ như là phượng này, nên là tùy theo nữa nha, tùy theo trường nữa, cái phượng hoặc là cây lan, hoa lan á đều có, hoặc là cây thông liễu. Hồi xưa cái thầy học ở gần biển thì lại có cát nhiều thì trồng cây thông liễu hoặc là sạc cừ. Thông liễu hoặc là sạc cừ. Đây. Hãy nêu tên ba nghề trong xã hội, ví dụ như là thợ điện, rồi là thợ hớt tóc, hoặc là giáo viên. Vâng vâng. Chúng ta qua tiếp theo. Phần khám phá. Giờ, phút hay là giây? Ngày 23 tháng 12 năm 2021, có hai người Việt Nam đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới với màn trình diễn chồng đầu leo 100 bậc thang trong vòng 53 chấm chấm, tức là chưa tới là 1 phút. Như vậy là người ta nói rằng là chưa tới mực 1 phút. 1 phút là bằng là 60 giây. Như vậy là chỗ này là 60 giây đúng không? 60 giây. Như vậy là chưa tới 60 giây. Chúng ta che chữ 1 phút đi, chúng ta đổi ra là 60 giây. Rồi 53 chấm chấm tức là chưa tới 60 giây. Như vậy chỗ này là 53 giây. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng từ giây chúng ta điền vào. Hoạt động thực tế. Em tập làm bác sĩ. Em đếm nhịp tim đập của người thân trong một phút. Vậy thời gian mỗi nhịp tim khoảng cỡ là bao nhiêu giây? Rồi, cái nhịp tim của người bình thường nó tầm khoảng cỡ là 70 đến 75. Khoảng cỡ là 75 nhịp. Trên một phút. Như vậy bây giờ mà lấy 75 mà chúng ta sẽ chia cho 60 thì nó ra con số này nó lửa giữa à, nó không có trầu. Thì thầy lấy là nó tầm khoảng cửa 60 60 nhịp một phút. Thầy lấy cho nó trầu là 60 nhịp
đây 1 phút. Một phút như vậy thì nó tầm khoảng cỡ là 60 nhịp một phút, một phút 60 giây thì ta lấy 60 ta chia 60 là bằng là khoảng cỡ là khoảng một giây, mỗi nhịp đập là 1 giây. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.